Mời bạn nữ. Rồi mời em. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, em chào chị Cát Tường ạ. Em chào quý vị khán giả và chào bạn nam bên kia ạ. Em tên là Nguyễn Thị Phương Thảo ạ. Năm nay em 23 tuổi, hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng ạ. Quê em ở Nghệ An ạ. Hiện tại thì em đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi, mời bạn trai. Lời đầu tiên cho phép em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh và chị Cát Tường và quý vị khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. Tên em là Nguyễn Cao Cường. Em năm nay 32 tuổi. Em hiện tại đang sống ở Thủ Đức mà làm việc tại Bình Dương. Giọng Nghệ An luôn hả? Giọng Nghệ An anh ơi. Dễ thương quá hả? Giọng này nghe lạ lạ nha. Giọng nó hơi hơi khó nghe chút xíu không, anh. Không có, nó nghe được nhưng mà nó hơi mềm chút xíu. Dạ dạ. Thôi điểm mạnh điểm yếu nhau luôn đi. Anh có điểm mạnh gì anh? Anh điểm mạnh của anh thì là mọi người đánh giá anh là người hiền lành, thật thà, siêng năng, chăm chỉ và không rượu chè, không hút thuốc, không cờ bạc. Rồi còn không gì nữa không? Hả? Nhiều không lắm anh ơi. Nhiều không lắm hả? Dạ. Có không mê gái không? Chắc gái thì cũng phải có chút chút chứ. Không thì không được rồi anh ơi. Đúng rồi. Có điểm yếu nào không? Điểm yếu của em thì nói hơi nhanh chút xíu á. Cũng không nhanh đâu. Em thấy vừa nghe rồi đó anh. Em trai có điểm mạnh gì không? Thì điểm... Mạnh mẽ có. Nói về điểm mạnh thì em cũng không có lắm đâu. Dạ con không có điểm mạnh nhiều hả? Dạ con em có một cái điểm mạnh khác có tài lẻ gì không á? Ý là có một cái tài lẻ nào không? Cái giọng em nói chuyện nghe rất ngọt rất hay, chắc hát hay lắm á. Đến đây thì em cũng chuẩn bị một bài hát nhưng tí nữa em sẽ hát cho bạn nữ. Đúng rồi. Dạ bạn nữ, điểm mạnh điểm yếu của em là gì, giới thiệu cho bên bển nghe luôn. Dạ em được mọi người nhận xét là hiền lành, vui vẻ, hòa đồng. Em biết nấu ăn, biết làm bánh. Thì em thích trang trí nhà cửa với lại thích biết làm đẹp. Đẹp dạ. Là quá tốt rồi. Thế còn điểm yếu? Em có một sự hay quên nhẹ. Ví dụ như là em ở cùng bàn cùng phòng nhưng mà lâu lâu em hay lộn tên hai bàn cùng nhà. Dạ. Rồi có nào quên luôn tên người yêu không? Tình trường sao? Có mấy mối tình rồi? Dạ, 2-3 mùa đã dùng em vẫn chưa có mối tình nào chính thức hết chị. Chưa có mối tình nào chính thức? Dạ. Có yêu đơn phương ai không? Dạ yêu đơn phương cũng có, những mối tình vu vơ này nọ cũng có nhiều chị. Rồi ai đeo đuổi mình không? Dạ có chị. Mà sao không chọn được ai hả? Cứ đi uống nước, đi chơi vài hôm một thời gian rồi là tự nhiên thấy cảm xúc chưa có nhiều á chị. Thế nên là không có thể tiến tới được á chị. Rồi, vậy còn bạn trai, tình trường mình sao em? Bên kia chưa có mối tình nào, bên đây sao đây? Em mối tình? Thì nói mối tình mà sâu đậm chính thức thì em chưa có. Còn mối tình mà hẹn hò để đi chơi vậy thì cũng một hai mối tình mà chẳng đi đến đâu vào đâu cả. Có hẹn hò rồi hả? Dạ, đi chơi hẹn hò thì đi uống nước, đi ăn vậy. Có nắm tay chưa? Nắm tay cũng có rồi chứ mà. Rồi có hôn chưa? Hôn thì chưa anh. Sao không hôn luôn đi? Dạ em thấy thời điểm chưa chín mùi nên em không dám ạ. Khoảng bao lâu thì mới chín mùi? Em phải nhìn vào bạn nữ biểu hiện như thế nào em mới dám đúng không? Mới dám mới biết được anh ơi. Dễ thương quá. Dạ em có một cái mẫu hình lý tưởng nào không? Mẫu hình của người vợ người hả? Vợ của em đó. Em mẫu hình thì em muốn là giống như chị gái em á. Chị gái em? Dạ đâu chị gái. Hai chị gái, hai giống chị gái. Như hai chị gái luôn hả? Dạ, giống vậy ạ. Chị gái giống y chang vậy luôn. Không, ý là nói về là ngoại hình vì là cao như thế. Dạ, về tính cách nhiều. Tính cách sao? Dạ. Tức là chung thủy về là luôn chăm lo cho gia đình. À. Dạ. Em thích người như vậy ạ. Thích người như vậy đúng không? Dạ. Rồi, rõ ràng có hình mẫu lý tưởng rồi ha. Để tôi hỏi bên đây, mẫu người lý tưởng em sao? Em thích người bạn trai vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm. Về ngoại hình thì cao to, có thể đen nhưng mà tuyệt đối là không hôi nha chị. Cao to đen nhưng không hôi. Dạ đúng rồi chị. Chút nữa kiểm tra. Bao không có hôi. Anh đứng đây gần không có mùi hôi luôn. Nhiều khi hôi tiềm ẩn rồi sao anh biết được. Em ơi anh thì cao nhưng không được to à. Em có chấp nhận không ạ? Dạ cũng được anh. Mục tiêu ban đầu của em là cao 1m8, body thì 6 múi. Nhưng mà bây giờ mà lỡ không được 1m8 á thì thôi 1m65 trở lên được rồi, không có tách ra 6 múi. Không có 6 múi mà tới mười mấy múi chỗ múi vậy đó. Được không?
Có cái gì không thích, không thích ở người bạn trai không, nói luôn đi. Khô khan quá, tại vì em cũng văn phòng cũng rất là khô khan rồi. Không thích bạn trai làm văn phòng. Dạ, tại vì hơi khô khan á chị. Ai nói văn phòng là khô khan trời. Em có làm văn phòng không? Em không anh ạ. Em hiện tại em làm bên giám định container. Em cảm giác em có khô khan không? Container chắc ướt. Khô khan thì em không đâu. Em vẫn có thể lãng mạn được. Lãng mạn đó, thấy dạ. Chưa? Được chưa? Dạ, được ạ. Được rồi ha. Em ghét nhất cái tính gì của người đàn ông? Dạ, em ghét nhất là vô tâm với gia trưởng đó chị. Vô tâm? Dạ. Anh nghĩ bạn này không có hai cái điều đó đâu. Vô tâm dạ. Thì anh bao với em là anh không có đâu. Bao gia trưởng thì chắc anh cũng không có luôn. Không có luôn đúng không? Dạ, vâng. Em bao luôn mà mình đây dễ thương lắm. Đó. Đàn gái cũng dễ thương luôn. Vậy là em kiểm tra anh. Để tôi kiểm tra cái vụ hôi là anh Linh kiểm tra rồi. Dạ, cái gì cũng bao em. Nhưng mà em chào chị ạ. Có bao manly không? Dạ manly theo như em hiểu thì là phải biết uống rượu rồi là thế cờ bạc rượu bảy 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 thì cái đó em không có, còn nếu về về men thì chắc em có. Men không, men không, men thì chắc có là men bao nhiêu phần trăm? Có là 100%, 100%. Dạ, nhưng mà nói manly thì em không có. Mà dạ. Chưa hung lần nào là biết hung không? Chắc là cũng biết vì cái đó là gọi là bẩm sinh mà. Bẩm sinh. Dạ. Nên là có khi nào nhìn thấy một bạn trai đẹp mà gì thích mà thích chưa? Không ạ, em chỉ thích bạn nữ đẹp thôi. Là có thích bạn nữ đẹp. Dạ. Mỗi lần ví dụ như coi phim tình cảm thì thấy người ta hôn nhau trong người mình cảm thấy như thế nào? Em thì ước gì mình cũng như vậy. Dạ. Có rần rần trong người không? Dạ có. Có ha. Dạ. Cũng được, tạm tin thôi nha. Rồi tự hai bạn tìm hiểu nha. Rồi nếu được thì khi nào mình tiến tới hôn nhân được? Được thì khoảng 6 tháng đến 1 năm. 6 tháng 1 năm. Dạ. Em định lập nghiệp trong này luôn hay về quê? Em lập nghiệp ở đây luôn chị ạ. Rồi mình có kế hoạch gì phát triển kinh doanh trong cuộc sống mình để hiện tại thì không? Em đang có dự tính là thì cùng lập nghiệp đang ở đây, và em thì nếu mà lấy nhau về thì tạm thời là đang phải hai người đang phải ở trọ, còn sau này thì tại em cũng có mua được đất rồi mà chưa có tiền làm nhà thôi. Tốt. Còn, mua đất ở đâu em? Dạ em mua ở Thủ Đức ạ. Thủ Đức vậy? Dạ. Là quá tốt rồi, mà sao mặt láng quá vậy? Dạ ra đường là bịt khẩu trang rồi mang áo khoác vậy, em luôn chăm sóc ạ. Da dẻ em hay chăm sóc. Dưỡng kem gì không? Kem thì em không ạ. Còn không, em muốn mua kem dưỡng đi, mua của chị Cát Tường nha. Da mịn quá trời mịn luôn à. Dạ vậy hả chị. Gái đẹp là bình thường mà, anh trai da đẹp lắm, ổn rồi ha. Bây giờ gặp hỏi ý kiến người thân nha, còn cái vụ men đó em tự kiểm tra nha, chứ tôi thấy anh nói 100%, tôi thấy cỡ khoảng 60 thôi. Hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với những người bạn thân nhất của em ạ. Và em họ em thanh. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em là Hương, bạn của Thảo. Em thấy anh bên này thì cũng hiền, nói chung là cũng hợp với Thảo. Nếu được thì hai bạn cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Men không, men không? Chưa. Chưa hả? Chết rồi. Em làm sao em nói chuyện với mấy cổ coi, chứ cổ nói em chưa men kìa. Chưa men hả? Để anh hít đặt cho em biết là anh có men không à. Rồi làm luôn đi. Được, được, làm đi. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thôi được rồi, cái chuyện ập mặt dưới à. Mặt không biến sắc, da mặt vẫn hồng hào. Được, đó là mới được sức khỏe thôi nha, chứ chưa khắc khỏe là men nha. Dạ. Bạn trai đi với ai? Em đi với hai chị gái và anh chị và cháu ạ. Hai chị gái mà nè. Dạ, chào gia đình ạ. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả trong gương quay. Em là chị gái của em Cường ạ. Theo em đánh giá thì bạn nữ ở bên này thì ngoại hình cũng chuẩn. Mặt dễ thương, tính tình thì cởi mở. Còn em trai em hiền lành, thật thà, chăm chỉ, việc nhà thì rất là đảm đang, có một số tài lẻ, ví dụ như em có thể đóng được bàn ghế hoặc là tủ kệ nấu ăn gì đó ở phục vụ cho gia đình mình, là em có thể làm được, mà làm đẹp, làm kỹ. Đến với chương trình thì em thấy là cặp đôi này cũng hợp, nên là em muốn gửi cho cặp đôi này một thông điệp là chương trình bạn muốn hẹn hò
đã đưa ta tới bến đò tình duyên, đôi ta cùng hồi cùng thuyền, hãy cho cơ hội được quen tròn nhau. Hay quá. Rồi cảm ơn chị. Vậy là hai bên người thân ủng hộ hết rồi ha. Bây giờ các bạn sẽ nhìn nhau, cảm nhận và nói chuyện với nhau nha. Rồi, kéo rèm. Rồi. Dạ. Em chào anh ạ. Tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Em tặng anh cuốn sách ạ. À, cảm ơn em. Chào ha. Gặp anh lần đầu tiên thì em thấy anh như thế nào, có giống cái sự tưởng tượng của em ở ngoài không? Dạ em thấy anh khá đẹp trai. À vậy à. Cũng có cảm tình. À, cảm ơn em. Anh thấy em như thế nào ạ? À, anh thấy em cũng xinh gái và cũng hiền lành, nhưng thùy mị có duyên. Dạ em cảm ơn anh ạ. Anh quan điểm như thế nào về tình yêu ạ? À, quan điểm của tình yêu anh là phải chân thành, chung thủy, không được lăng nhăng. Và tình yêu phải trước sau như một. À, em thì theo nguyên tắc 3T: thương yêu, tôn trọng và tin tưởng. Vậy dạ. À, những lúc mà rảnh thì anh thường làm gì ạ? Nói thật là anh có cái điểm xấu là anh hay ngủ. Dạ. Nên rảnh thì anh hay ngủ. Em thì rảnh thì em thích đi chơi. Mà em thích đi dạo lắm, dạo quanh thành phố vậy á. À, dạ. Mà em là không thích tự lái xe. À vậy thì hôm sau cho anh là người tài xế đưa rước em có được không? Dạ được ạ. Gia đình. Kế hoạch lập gia đình như thế nào? Anh thì anh nói là 6 tháng tới 1 năm là tiến tới hôn nhân hả anh? À, theo anh thì vậy, còn đang tùy thuộc vào tình yêu như thế nào. Dạ. Tình yêu mà đủ lớn thì có thể nhanh hơn cũng nên, đâu biết được. Dạ. Nãy nói hát, nói lát hát tặng bạn nữ đó. Mặc dù thì anh hát thì cũng được hay đâu. Thường thường ở nhà chị gái thì bảo là mày hát thì như bò đóng. Nhưng để thể hiện tình cảm của anh thì anh sẽ cùng cố gắng hết mình để hát một bài hát gửi tặng em. Dạ. Nếu là anh thì anh sẽ dành cho em những ngày hạnh phúc. Nếu là anh thì anh sẽ nắm tay em không bao giờ buồn. Anh sẽ không làm em khóc, anh sẽ không bao giờ như thế. Anh sẽ cố làm tất cả để cho em tháng ngày bình yên. Nếu là anh thì anh sẽ dành yêu thương đến em mỗi ngày. Khi màn đêm nhẹ buông xuống, anh sẽ ru em giấc ngủ ngon. Anh sẽ như là cơn gió làm em quên hết bao muộn phiền. Anh sẽ nâng niu vòng tay ấy, không để em một ngày xa anh. Trời. Nếu là anh sẽ cùng em đi hết con đường dài. Khi buồn đau và khi hạnh phúc, luôn có em bên cạnh anh thôi. Nếu là anh thì anh sẽ hứa, dù mai sau hay ngày bây giờ, em sẽ luôn là tất cả, em vẫn luôn chiếm trọn tim anh. Ôi tuyệt vời. Ủa em hát bài gì vậy? Về mà em hát bài Nếu Là Anh ạ. Nếu là anh thì anh sẽ ru em ngủ đúng không? Rất tự tin, rất hay. Em hát cũng hay nhưng mà vì bạn gái nên em thể hiện hết mình. Đúng. Không đúng rồi, nhiệt tình. Bạn gái đã rất là siêu lòng với bài hát của em. Ai buồn ngủ em hát bài này tỉnh ngủ luôn. Dạ đúng rồi. Chúc mừng luôn. Dạ. Sao em, cảm giác của em như thế nào? Dạ, em thì anh hát tuy không hay lắm nhưng mà em cũng rất thích ạ. Em muốn đáp lại ảnh gì không? Dạ, em cũng hát giờ như vậy thôi. Em hát giờ em hát tặng anh bài. Rồi. Đừng có níu lại em nha. Em nhớ anh qua những cánh đồng thơm lúa Việt Nam, nơi bao năm xa cách tương chừng hôm nay lớn dần. Lòng muốn rời rời xa xăm, gợi lại kỷ niệm khôn nguôi. Thương khói lam ban chiều và mái tranh thơ còn nằm nôi. Đây là một cặp song ca sống thần. Hai bạn hợp nhau, nói chung là hát thì vui ha. Nói chung là rất là dễ thương, có duyên lắm á. Cho nắm tay cái đi, chưa có yêu nhau lần nào, chưa có tình đầu tình cuối gì. Nắm tay thiệt chặt,
nhìn kỹ vào mắt nhau xem có rung động gì hay chưa. Anh thấy con tim anh cũng rung lắm rồi, cũng muốn nhảy khỏi lồng ngực của anh rồi đấy. À, em cũng thấy hơi rung rung. À, em nghĩ là hôm nay mình tên đây là một cái duyên, chúng ta hãy cho nhau cơ hội tìm hiểu sâu hơn. À, xuống đây em. Dạ. Nói chung theo nãy giờ quan sát thì hai bạn rất là hợp nhau ha. Đây. Về cả tính tình mỗi người có thể bổ trợ cho nhau rất là nhiều. Đây là một cặp đôi rất là xứng đó ha. Bây giờ mình sẽ có 30 giây để nhắm mắt lại suy nghĩ và quyết định. Rất dễ thương, suy nghĩ thật kỹ nha. Bởi vì khi bấm nút là chúng ta hẹn hò và tiến tới hôn nhân. Thật sự rung động thì mới bấm, còn nếu không chúng ta đừng bấm. Hãy suy nghĩ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Rồi, bây giờ mới nắm tay thật sự nè. Xin phép nhà gái hôn đi. Anh xin phép bên nhà gái cho anh được hôn em. Không cho. Hôn em nào? Hôn em Thảo ạ. À, chứ đây hôn em với em với đó chết luôn à. Rung quá hả? Dạ. Nụ hôn đầu tiên phải hôn kỹ lại chút xíu nữa. Hôn lâu chút nha. Hôn lâu chút xíu. Nụ hôn đầu tiên đó, bắt đầu. Từ từ. Khoan, để nguyên, để nguyên. Dạ được rồi. Thấy sao? Thấy thơm anh. Dạ rồi, bây giờ mình phỏng vấn nha anh, là nãy có bạn hay sao vậy anh? Dạ, em tên Nguyễn Công. Dạ dạ, mình đợi bên biên tập hỏi mình cái nha anh. Công việc đang chờ chồng chồng trộm và chăn nuôi. Cái gì mà tên là Thơm hay là Thơm? Huỳnh Văn Thông. Huỳnh Văn Thông hả? Vâng vâng vâng. Thơm là năm bao nhiêu? Dạ, 993. Huỳnh Văn Thông sinh năm 1993, quê ở đâu? Đồng Đồng Tháp. Em đang trồng trọt chăn nuôi cái gì á? Hiện tại là đang làm cái mô hình sen với cá. À, mô hình sen. Là cái này của em không? Em bỏ ra hay sao? Dạ đúng rồi, cái mô hình này của em được mà. Em làm như vậy cho bạn nhập trung bình của em như thế nào? Trung bình thì tính theo, theo mùa, dụ như 3 tháng mình thu hoạch hết một lần là khoảng 7-8 triệu. Ba tháng là được. Ok, rồi vậy thì rồi, em nuôi cá hay nuôi cá gì? Cá này cá tự nhiên, dụ như mình cá tự nhiên nó vào mình dưỡng mình cho ăn. Còn mình nuôi thì mình phải làm vô nghiêm. Rồi, Thơm chia sẻ về những điểm mạnh điểm yếu của em đi. Dạ, điểm mạnh em thì thẳng thắn, rồi nói chung là học hỏi cũng biết nhiều thứ. Còn điểm yếu của em là rất kiểu như dễ tin người. Tin người là sao? Tại sao của anh vậy? Dạ, như họ nói cái vấn đề kiểu như là muốn mình giúp gì đó mình sẵn sàng giúp hết mình. Là hồi giờ lại giúp đơn cái gì rồi hay là được cái gì chưa? Có. Dũ gì? Dũ gì? Dũ gì công việc. Kiểu như là mình đầu tư vốn như làm ăn với họ. Giữ chừng họ theo bỏ một gốc đôi mình ôm hết. Là ôm nhiều rồi. Dạ, có trăm mấy người vậy. Rồi, rồi. Còn em có tài lẻ nhiều không? Dạ. Em có tài lẻ hay đang thiếu gì không? Thì tài lẻ em thì hát rồi kiểu như nghe hài hước. Tấu hài hước. Tấu hài hước. Tấu hài hước. Hài chuyện xung quanh mình chọc cho mọi người xung quanh cười. Ok, ok. Bài gì hát gì? Bài gì mà em thích nhất biết là cũ. Bài cũ đó. Tình anh đây. Tiền xa xong, tiền rơi xa bên lớn. Theo tiếng gọi ngàn cơn sóng khơi xa. Tiền có ai sống bằng người. Tiền nhớ anh sẽ quay về. Ngoài này mình đi cầm ăn hả? Dạ. Rồi, rồi, ok. Thâm lại cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu? Em cao 1m83. Trước giờ em trải qua mấy tình rồi? Dạ, có một. Rồi, chia sẻ cái món này nói chuyện là
Làm sao chia tay quen lâu mà. Quen kiểu như tính không cùng quan điểm ngay trong cuộc sống mình á. Cụ thể cái chuyện để chị biết là không hợp cái gì nè. Để né ra cái cô gái tiếp theo là không bị giống vậy. Ví dụ như giữa như mình đi uống hoặc là đi tiếp xúc với bạn bè nha. Như là công việc ăn, công việc làm. Kiểu như là mình muốn làm gì mình hỏi với nhau nè, với bạn ra. Như suy nghĩ là không thực chứ. Là em chia tay cách đây bao lâu rồi? Chia tay lúc 2004. Mà quen lâu vậy là đã cưới hay gì chưa? Dạ chưa, chỉ là hai bên chỉ biết nhau thôi, chỉ qua chơi rồi. Là 7-8 năm rồi không quen ai thì sao? Chỉ là bạn bè đi chơi ăn uống thôi, cũng tìm hiểu nhưng mà chưa có tiến tới gọi là tình yêu. Bây giờ em mong muốn một người như thế nào để phù hợp với mình? Thì em thì mong muốn là một người kiểu như là biết chân dưới giữa ông bà cha mẹ rồi để chép xíu rồi chỉ tí xíu về nội trợ, còn nếu không biết nội trợ em cũng sẽ làm được hết. Nói chung là đừng tách, đừng có cộng quá mà. Nói chung là em không cần đẹp, phải đẹp. Còn gì đó, đó. Là như đó vậy. Tuổi tác hồi nãy cũng như các đối như nào? Dạ, bình thường hết. Rồi là coi như là làm coi như là nãy em báo ở đâu, nói ở đâu. Dạ, vùng miền là không có phân biệt gì. Chín 9 hiện tại em đang làm công việc ở shipper với bán hàng online. Em hiện tại đang làm việc và sinh sống tại thành phố Lạng Sơn ạ. Alo ạ. Rồi, mình ở Lạng Sơn là Lạng Sơn cũng khá là xa nhờ. Lạng Sơn ví dụ mà chương trình ghi hình ở Sài Gòn thì mình có thể tham lạng bố trí sắp xếp để bay vào đây tham gia được không? Vâng, nếu mà được thì em sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để bay vào trong để tham gia chương trình. Rồi, shipper là mình là công việc chính luôn của mình đúng không? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Thu nhập của mình có ổn định không? Thu nhập của em cũng ổn định ạ. Tháng công tác 10 triệu ạ. Rồi, không biết là mình tham gia chương trình là mình đang muốn tìm một mẫu bạn gái như thế nào nhỉ? Em muốn tìm một mẫu bạn gái không yêu cầu gì nhiều, chỉ cần cao trên 1m55 là được, dễ thương một xíu là được, không mập quá là được. Em tuổi tác của bạn nữ thì sao? Nhỏ tuổi hơn em cũng được, hơn em 1 tuổi, 2 tuổi cũng được. Ví dụ mà bạn nữ ở hơi xa một xíu, Hà Nội chẳng hạn, thì sắp xếp công việc gì để xuống mà có thể làm quen rồi là quan tâm chăm sóc bạn nữ chẳng hạn, thì đấy mình có thu xếp được không? Nếu mà ở giữa Hà Nội thì thu xếp được ở Hà Nội thì gần xuống từ em xuống Hà Nội mất khoảng tầm 2 tiếng hơn tí, 2 tiếng rưỡi thì thoải mái. Rồi, mình chia sẻ thêm về chuyện tình cảm của mình nhá. Mình từng yêu ai chưa này? Em có khoảng 2-3 mối tình ạ, có đơn phương, có ạ. Đơn phương thì hồi còn đi học, hồi cấp 3 thì có đơn phương bạn xuống lớp khoảng 4-5 năm đấy. Sau đấy thì mối tình chính thức đã trải qua mối tình chính thức nào chưa? Em có trải qua mối tình chính thức ạ. Mối tình chính thức của em có khoảng 2 mối tình. Thì
tìm hiểu nhau, quen nhau, rồi yêu. Nhưng mà kiểu bạn đấy lại phải đi xuất khẩu trong thời gian yêu ấy, thì bạn ấy cũng có học xong rồi đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài ấy, ở Nhật ấy, thì do khoảng cách thế là cũng chia tay, và đi cũng lâu nữa thế là cũng chia tay nhau. Thế là mình chia tay được bao lâu rồi? Chia tay cũng phải được gần năm rồi. Là bạn cuối cùng, là bạn thân nhất đúng không? Là chia tay được một năm. Trong thời gian đấy là mình có tìm hiểu thêm thêm ai nữa không? Trong thời gian đấy thì cũng có tìm hiểu thêm mà, nhưng mà được không đi đến đâu ấy, thì thế là không tìm hiểu nữa. Thì từ lúc ấy giờ chưa yêu ai mấy, không chưa yêu ai. Sơn, ngoài những cái tính cách, những cái vừa rồi mình chia sẻ ra, thì mình còn có cái sở trường gì không? Mình hát hò thì được không? Em hát chắc hát được, nhưng mà hát không sợ không hay thôi. Rồi quan trọng là vui, làm thế nào để lên chương trình, lên sân khấu tạo cái không khí vui vẻ nhất để mà gây ấn tượng đối với bạn nữ, thì rồi hát thử một đoạn chương trình nghe được không? Đoạn ngắn ngắn. Đoạn thế em hát một đoạn bài nhé, hát bài Nắm Lấy Tay Anh của Tuấn Hưng nhé. Rồi mời bạn. Nắm tay anh thật chặt. Em hát một đoạn nhé chị nhé. Hay phải hát hết cả bài? Tôi hát đi rồi là mình kết thúc buổi phỏng vấn ở đây nào. Một đoạn thôi em ơi. Được. Em hát đoạn điệp khúc nhé. Nắm tay anh chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ chọn đi chọn tới cuối con, đến khi tìm ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì em yêu ơi. Em dùng quá không nhớ lời mấy ơi chị ạ. Rồi ok, thì cái buổi phỏng vấn này thì là cái buổi cắt đầu tiên thôi. Khi mà được chọn để tham gia cũng như là có cái người phù hợp để ghép cặp với mình rồi, thì chương trình sẽ liên hệ lại để mà làm nội dung cụ thể hơn với bạn nha. Cảm ơn bạn. Vâng, cảm ơn ạ. Kết thúc phỏng vấn được rồi đấy.